Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu tích phân này như sau. Đầu tiên chúng ta phải vẽ cái mì của cái tích phân. Thì chúng ta có y bằng giá trị tuyệt đối của x. Thì nó sẽ ra hình như thế này. Y bằng 1 là đường này. Như vậy cái mì chúng ta cần phải xác định đó chính là khu vực này. Chúng ta biết cái đường này đó chính là y bằng x và cái đường bên đây đó chính là y bằng trừ x. Khi chúng ta bỏ giá trị tuyệt đối nó đi, như vậy bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái cận vào đây. Chúng ta biết e mũ x cộng y, chúng ta tách thành e mũ x, e mũ y. Chúng ta thấy rõ, chúng ta sẽ chọn đường hàng ngang. Có nghĩa là x sẽ nằm giữa y. Y bằng trừ x, chúng ta đổi thành trừ y bằng x. Thì có nghĩa x sẽ nằm giữa y và trừ y. Như vậy, trong trường hợp này, mình sẽ chọn dx, dy. Như vậy, x sẽ có là trừ y cho đến cộng y. Vì chúng ta nhìn vào theo hướng này, đây là hướng mắt của chúng ta nhìn, thì chúng ta thấy rõ cái đường y bằng x nó lớn hơn cái đường y bằng trừ x. Tiếp tục, dy là cái vị trí đường này. Thì chúng ta nhìn vào hình, thấy rõ bắt đầu từ số 0 ở vị trí này, kết thúc tại vị trí số 1. Bây giờ chúng ta chỉ cần tính giá trị cục này thôi là xong bài. Nguyên hàm của e mũ x dx thì chúng ta sẽ có e mũ x. Và chúng ta sẽ có cận từ trừ y cho đến cộng y. Bây giờ chúng ta thế y vào đây, trừ y vào đây. Như vậy, trong trường hợp này, chúng ta thấy rõ e mũ y nhân với lại e mũ y chính là e mũ 2y. E mũ y nhân với lại e mũ trừ y thì chúng ta có e mũ y trừ y. Thì chúng ta có e mũ 0, thì cục này trên số 1. Nguyên hàm e mũ 2y là e mũ 2y chia cho 2. Số 1 là y. Như vậy chúng ta sẽ có cận từ 0 cho đến 1. Như vậy chúng ta thấy số 1 và số 0 vào. Như vậy chúng ta sẽ có e mũ 2 chia cho 2 và chúng ta có trừ 1 ở đây. Còn này là e mũ 0 là số 1, chúng ta có trừ 1 chia cho 2. Như vậy chúng ta rút gọn lại thì e bình phương chia cho 2 trừ cho 3 chia cho 2. Và đây chính là đáp án. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.